nhà đất Hồng Sơn. Mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng trên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu đúc 3 tấm có diện tích rất là đẹp. Diện tích chiều ngang là 5m, chiều dài là 32m và được nở hậu là 5m1. Tổng diện tích là 162m2. Nhà số Hồng Riêng có hoàn công quý vị nhé. Với công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp rộng. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và phòng sinh hoạt chung. Đặc biệt nhà này có phòng ngủ ở dưới cũng như là có sân vườn phía sau quý vị nhé. Quý vị hãy xem hết video, Hồng Sơn sẽ review chi tiết cho quý vị xem chi tiết căn nhà này. Nhà mới hoàn thiện xong quý vị nhé, chuẩn bị vệ sinh nhà là có thể bàn giao nhà cho quý vị mua về ở rồi. Và nhà này có địa chỉ tại phường Dĩ An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vị trí rất là gần với chợ Dĩ An, nhà thờ Dĩ An, gần với các khu vực như Linh Xuân Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức và gần với con đường Nguyễn An Ninh cũng như là đường Trần Hưng Đạo của phường Dĩ An quý vị nhé. Quý vị nhìn lại mặt tiền tân cổ điển rất là đẹp. Một căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại ở trong. Và nhà này có hướng Tây Bắc quý vị nhé. Nhà có hướng Tây Bắc và nhà này có con đường phía trước là rộng 6m. Đây là con đường phía trước quý vị này. Đường rộng 6m quý vị nhé. Xe hơi di chuyển và tránh nhau thoải mái được. Và nhà này có cái sân đậu xe hơi cực kỳ rộng luôn quý vị này. Quý vị có thể để xe 7 chỗ, xe bán tải và có thể để được khoảng vài chiếc xe hơi, vài chiếc xe Honda quý nhá. Cửa chính thì được chủ nhà làm 2 lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa sắt 4 cánh, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn qua số điện thoại 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Quý vị hẹn gặp mình ở chợ Dĩ An hoặc là cổng nhà thờ Dĩ An hoặc là ở ngã ba Ông Xã hoặc là ngã ba Cây Điệp. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Mình cùng di chuyển vào trong. Di chuyển vào trong thì ở đây mình có sân đậu xe hơi cực kỳ rộng luôn quý vị nhá. Nhà đang trong quá trình hoàn thiện nên chủ nhà đang trải bạt để cho khỏi dơ khu vực này. Đang sơn nước khu vực mặt tiền này. Quý vị nhìn lại cái mặt tiền này. Nhà này sẽ có sân thượng trước và sân thượng sau ở trên, rất là thoải mái. Ngoài ra còn sân vườn ở phía sau, có hồ cá koi luôn quý vị nha. Nhà mình có sân vườn phía sau rất là thuận tiện luôn. Quý vị có thể trồng rau hoặc là nuôi thú cưng ở phía sau cũng rất là tiện nha. Mình cùng di chuyển vào trong. Phía trong là khu vực phòng khách quý vị nha. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao được chủ nhà dát vàng và cũng như gắn quạt trần ở trên. Nhà ngang 5m thì rất là thông thoáng quý vị nha. Trong đây thì chủ nhà còn thiếu cầu thang và tủ bếp nữa là hoàn thiện xong căn nhà rồi. Nhà thì được chủ nhà xây tường 20, vách hai bên thì được chủ nhà làm những khung tranh ở vách hai bên. Phòng khách thì chủ nhà để khá là rộng luôn. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1 khổ 80-80, vân đá rất là đẹp quý vị nha. Nhà số Hồng Riêng đã được chủ nhà đi hệ thống cáp nét cũng dây chờ camera ở đây quý vị này. Di chuyển vào trong là khu vực phòng bếp rộng, rồi tới phòng ngủ dưới, rồi tới khu vực sân vườn phía sau. Quý vị hãy xem hết video nhé. Chủ nhà sẽ hoàn thiện đầy đủ tủ bếp trên và tủ bếp dưới cộng với hệ thống cầu thang. Chủ nhà đã đặt cầu thang do đang làm quý vị nhé. Và nhà này đang trong quá trình hoàn công. Quý vị có nhu cầu đi xem thì hãy liên hệ với Hồng Sơn để tranh thủ xem trước để về mình tính toán được căn nhà này. Trong đây là khu vực phòng bếp. Ở trong thì có trần chỉ thạch cao và có quạt trần ở trên. Còn khu vực phòng bếp ở dưới thì quý vị có thể kê bộ bàn ăn 10 ghế thoải mái luôn quý vị nhé. Và bên đây mình có thể kê một cái sập gỗ bên đây cũng được luôn. Và đây là cái phòng ngủ tầng trệt quý vị này.
phòng ngủ tầng trệt đây quý vị nhé. Nhà này gồm có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có một phòng sinh hoạt chung như là một phòng khách thứ hai. Và nhà này có sân thượng trước, sân thượng sau và có sân vườn phía sau ở tầng trệt. Đây là sân vườn phía sau. Kế bên đây sẽ có một cái phòng vệ sinh ở tầng trệt ở đây quý vị nhé. Phòng vệ sinh tầng trệt quý vị này. Tất cả hệ thống cửa của nhà này thì được chủ nhà làm cửa phòng vệ sinh, cũng như cửa sổ thì bằng cửa nhôm sinh pha, còn cửa buồng là bằng cửa gỗ gõ đỏ, cầu thang, tủ bếp cũng đều được chủ nhà làm gỗ gõ đỏ luôn quý vị. Và đây là khu vực view sân vườn phía sau, phía góc bên tay phải của cuối cái sân vườn này sẽ có một cái tiểu cảnh hòn non bộ ở đây. Và ở đây thì chủ nhà trồng xoài ở đây nhá, trồng một cây xoài ở đây. Và bên đây thì mình có khu vực để trồng rau này quý vị này, chủ nhà có trồng một ít rau cải đang lên rồi quý vị nha. View sân vườn rất là đẹp. Đây, từ cái góc nhìn này mình nhìn thấy cái view này khá là rộng này. Sân vườn này thì quý vị có thể kê một bộ bàn ghế đá ở ngoài đây để ngồi uống trà, uống cà phê, thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc. Và có thể trồng thêm vài cây cảnh ở khu vực này nữa quý vị. Tầng trệt này thì chủ nhà có thiết kế để mình kê máy giặt, phơi đồ ở đây được. Tuy nhiên ở lầu trên còn một chỗ để mình kê máy giặt phơi đồ nữa, chủ nhà có thiết kế luôn ở trên quý vị nha. Nhà có phòng ngủ ở tầng trệt thì rất là tiện luôn quý vị ạ. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Tất cả cửa phòng ngủ thì được chủ nhà làm cửa gỗ gõ đỏ, được chọn lọc nguyên tấm rất là kỹ đây quý vị nha. Gỗ gõ đỏ Nam Phi khá là đẹp. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi mình sẽ cùng di chuyển lên lầu trên để ta tham quan chi tiết ở trên. Mình xin được nhắc lại là nhà này có diện tích ngang 5m và ở đuôi nửa hậu là 5m1, chiều dài là 32m, tổng diện tích là 162m ở trên sổ quý vị nha. Nhà số Hồng Riêng có hoàn công. Nhà này có địa chỉ tại phường Dĩ An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thành phố Dĩ An thì có phường Dĩ An là phường trung tâm nhất và có vị trí đắc địa nhất quý vị nha. Lên tới khu vực lầu trên, ở đây mình có một cái phòng sinh hoạt chung ở đây quý vị này. Đây mình thiết kế làm cái phòng khách thứ hai ở đây quý vị nha, như là một cái tầng lửng. Lầu này có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng, và cái phòng ngủ nào cũng rất là rộng quý vị nha. Và phía sau đây có cửa sổ chỗ xuống khu vực cái view sân vườn ở phía sau quý vị này. Từ trên góc nhìn này mình nhìn xuống view sân vườn đây quý vị nhé. Đó, view rất là đẹp. Cửa sổ hai lớp. Và ở đây là cái phòng vệ sinh riêng trong phòng. Nội thất thì cao cấp rồi. Đây là mẫu nhà phân khúc cao cấp nên nội thất cũng cao cấp. Từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage xuyên thuyền, bồn tắm nằm, gương soi được chủ nhà đề co đầy đủ hết trong cái phòng vệ sinh này quý vị nhé. Mình sang tới khu vực phòng ngủ thứ ba quý vị ạ. Đây, cửa bằng gỗ đỏ tự nhiên quý vị nha. Mình cùng di chuyển sang phòng ngủ thứ ba. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Và ở đây là cái phòng vệ sinh riêng trong cái phòng ngủ thứ ba này. Nội thất cao cấp và vách thì được chủ nhà ốp gạch bóng kính lên tới trên luôn quý vị ạ. Nhà mới hoàn thiện xong, còn một vài chi tiết nữa là có thể bàn giao nhà cho quý vị mua về ở rồi. Và phía trước đây là cái sân thượng trước quý vị này. Nhà mình có sân thượng trước rất là tiện quý vị nha. Có thể kê bàn ghế ngồi uống cà phê, uống trà ở khu vực này. Và nhà này chủ nhà có đặt gắn rèm luôn đó quý vị nha. Họ đã gắn cái khung ở đây rồi, mai mốt sẽ gắn rèm vào. Tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ, máy lạnh cũng như là cáp nét hết rồi quý vị ạ.
mình cùng di chuyển tiếp lên lầu trên. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hùng Sơn, nếu thấy nhà này đẹp thì hãy vui lòng ấn đăng ký kênh, ấn chuông và tặng cho mình xin một tim một like để mình có động lực review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Giá của căn nhà này thì quý vị thử đoán coi căn nhà này giá bao nhiêu nhá. Và giá thì chủ nhà đang gửi bên Hồng Sơn cũng như các bên các đơn vị môi giới khác chào bán với mức giá là 7 tỷ 600 triệu đồng. Nhà này thì chủ nhà có gắn bồn nước sẵn ở trên đây rồi. Và đây là cái phòng vệ sinh thứ tư quý vị này. Phòng vệ sinh thứ tư đây nhá. Nhà này vệ sinh nhà nữa, làm thêm tủ bếp và cầu thang là có thể bàn giao nhà cho quý vị rồi. Và đây là cái sân thượng phía sau quý vị này. Sân thượng cực kỳ rộng luôn quý vị nhá. Tha hồ mình trồng cây, phơi đồ ở khu vực này. Đây, từ góc nhìn này thì mình nhìn thấy này. Chủ nhà có gắn năng lượng mặt trời cũng như bồn nước luôn rồi quý vị ơi. Một căn nhà có giá 7 tỷ 6, tọa lạc tại phường Di An, thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Từ đây di chuyển ra chợ Di An hết tầm khoảng 1 km. Vị trí rất là gần với ngã ba Cây Điệp, gần với con đường Nguyễn An Ninh, gần với ngã ba Ông Xã. Và mình di chuyển đi Bình Chiếu Thủ Đức cũng như Linh Xuân Thủ Đức cũng rất là gần và thuận tiện quý vị nhé. Và đây là cái phòng ngủ thứ tư của căn nhà. Phòng ngủ này thì được thừa hưởng một cái cửa sổ kế bên khu vực cầu thang quý vị nhé. Cầu thang đi lượn bên kia thì chủ nhà thiết kế cái cửa sổ đây rất là thông thoáng luôn. Và sàn của hai lầu trên thì được chủ nhà làm gạch giả gỗ. Còn hệ thống cửa phòng ngủ thì được chủ nhà làm cửa gỗ đỏ quý vị nhé. Đây là phân khúc cao cấp rồi. Quý vị an tâm về chất lượng. Và phía trước là cái phòng thờ đây quý vị này. Ở đây mình có khu vực phòng thờ ở đây. Và phía trước là ban công tròn. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Quý vị nhớ lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà. Alo cho Hồng Sơn dẫn xem trực tiếp căn nhà này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.